Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi tuần mới của 12 con giáp Từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10 năm 2020 Mời các bạn đón xem nội dung chi tiết như sau nhé 1 tử vi tuổi Tý từ ngày 5 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020. Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 5 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020 nói rằng tuổi Tý có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong cuộc sống của mình. Thiên cầu hung tinh nhập mệnh, tiểu nhân vận cực vượng, con giáp này có thể sẽ bị kẻ xấu lừa gạt, hậu quả vô cùng khôn lường. Về phương diện công danh sự nghiệp cũng không thuận lợi chút nào bản mệnh khó có thể đạt được kế hoạch đã đề ra khi mà có quá nhiều trở ngại phía trước người tuổi tý cần phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình nếu không họa thị phi có thể ập đến bất cứ lúc nào đường tài lộc trong tuần này bù lại rất rực sáng là điều mà ai cũng mong muốn có được con giáp này không cần phải lo lắng hay đắn đo về chuyện tiền bạc chi tiêu nhiều như trước nữa cả chính tài và thiên tài cùng soi chiếu báo hiệu nguồn thu nhập trên đà tăng tiến rõ ràng vận trình tình cảm có phần ảm đạm, dường như bản mệnh đang thiếu đi sự nhạy cảm và tinh tế cần thiết nên mới dễ dàng để cho người ấy buông tay. Đối phương muốn con giáp này níu kéo, tiếc là tuổi tí lại không hiểu điều đó. Điều này cũng là lẽ đương nhiên bởi tình cảm không đủ lớn, hai người khó vượt qua được thử thách. 2. Tử vi tuổi sửu từ ngày 5 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020 Tử vi phương đông hàng tuần 12 con giáp cho thấy người tuổi sửu đối mặt với thời điểm khá khó khăn trong tuần này, nhất là trong chuyện tình cảm. Con giáp này để cho những mâu thuẫn, căng thẳng leo thang tới đỉnh điểm rồi mới lo lắng tìm cách tháo gỡ vấn đề, nhưng dường như đã muộn màng. Vận trình tài lộc của bản mệnh thăng trầm bất định, đầu tuần là khoảng thời gian mà thực thần mang tới những cơ hội bất ngờ để kiếm tiền, thế nhưng tiếc rằng là tiền bạc chẳng ở trong tay con giáp này quá lâu mà có thể bị người khác cướp mất đi bất cứ lúc nào chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận mà thôi thiên đức quý nhân ở bên người tuổi sửu biết mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trên con đường công danh sự nghiệp của mình bản mệnh không những có trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao mà còn biết cách để lấy được lòng tin của cấp trên cũng như sự tin tưởng ngưỡng mộ của đồng nghiệp Ấn quan kết hợp sẽ trao cho con giáp này cơ hội để khẳng định giá trị của mình, nhờ thế mà khả năng thăng tiến nhanh hơn trên con đường mình đã chọn. Hãy cố gắng, phấn đấu và phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa để không lỡ mất thời cơ tốt đẹp phía trước nhé. Ba, tử vi tuổi dần từ ngày 5 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020. Tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo vận trình công danh sự nghiệp của tuổi dần trải qua nhiều thăng trầm con giáp này sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn nếu muốn đạt được mục tiêu của mình trong công việc hãy cố gắng giữ bĩnh tình và tỉnh táo để có thể giải mọi vấn đề có thể xảy ra tiếp nối tử vi tuần trước thiên quan không ngừng quấy đảo khiến cho người tuổi dần thiếu đi sự tự tin vào chính bản thân mình không những thế bạch hổ hung tinh còn đe dọa tới sự an toàn của bản mệnh chính vì thế con giáp này nên thận trọng khi đi công tác những nơi xa xôi hay có địa hình hiểm trở đường tình duyên trong tuần khá ảm đạm do bản mệnh vẫn còn nhiều bế tắc mâu thuẫn chưa hóa giải trong mối quan hệ tình cảm hiện tại của mình dù con giáp này cho rằng mình đã cho đi rất nhiều nhưng với đối phương những điều này cũng là lẽ tất nhiên khi yêu nên chẳng cần phải trân trọng về phương diện tài lộc bản mệnh có thể yên tâm kê cao gối ngủ trong tuần tài lộc vượng thực thần cho thấy nguồn thu nhập của con giáp này chủ yếu đến từ việc kinh doanh buôn bán Càng về cuối tuần thì tài lộc càng vượng phát, hãy nắm bắt cơ hội mở rộng quy mô hoặc đầu tư lĩnh vực mới nào đó nhé. 4. Tử vi tuổi Mão từ ngày 5 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020. Bói tử vi 12 con giáp tuần này của người tuổi Mão sẽ bước vào tuần mới với những nỗi lo lắng, bất an không của riêng ai. Đường công danh sự nghiệp đang tiến triển tốt đẹp bỗng nhiên vấp phải sự cản trở từ thiên quan, thời điểm giữa tuần sẽ là lúc nhiều sóng gió sẽ ập tới con giáp này trong tuần có các tinh chiếu mệnh giúp bản mệnh vậy nên đừng quá lo lắng quý nhân sẽ tới bên chỉ lối dẫn đường chỉ cần con giáp này đừng đi quá nhanh mà thiếu suy nghĩ trên bước đường phía trước thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi hãy tự tin vào tài năng của chính mình nhé bù lại vận tài lộc tuần này khá tốt không có điểm báo phá tài mà chỉ thấy điểm báo phát tài thôi nhưng nếu con giáp này trông chờ tiền bạc tới vào thời điểm đầu tuần thì không có đâu nhé phải từ giữa tuần thì tiền mới về mà bên cạnh đó tuổi mão cũng cần phải quản lý tiền bạc chặt chẽ chi tiêu có kế hoạch để không hoang phí về phương diện tình duyên bản mệnh còn độc thân khá khó khăn trong việc tìm kiếm nửa kia của mình mặc dù xung quanh không thiếu người bày tỏ có vẻ như con giáp này đang đưa ra những yêu cầu quá cao đối với người ấy khiến cho hành trình đi tìm hạnh phúc càng ngày càng xa và chắc trở hơn năm tử vi tuổi thìn từ ngày 5 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020. Tử vi hàng tuần cho thấy đường tài lộc của người tuổi thìn có phần xa sút Con giáp này cần phải cẩn thận hơn trong việc chi tiêu tuần này, nhất là khi đưa ra những quyết định tài chính lớn. Bản mệnh đang bị đại hao hung tinh chiếu mệnh, dễ gặp phải những chuyện hao tiền tốn của. Kiếp tài cảnh báo con giáp này về nguy cơ bị kẻ gian lừa gạt nếu tuổi thìn không tỉnh táo thì rất có thể không chỉ đặt lòng tin lầm chỗ mà còn đặt tiền sai người nữa tới khi nhận ra thì đã tiền mất tật mang lời khuyên dành cho bản mệnh là chớ nên vội vàng tin tưởng ai đó nhất là trong chuyện tiền bạc đầu tuần gặp thương quan khiến nhiều kế hoạch của con giáp này đổ bể tuy nhiên bản mệnh đừng quá lo lắng bởi từ giữa tuần trở đi vận trình sẽ hưng vượng trở lại thiên ấn nhắc nhở người tuổi thìn hãy biết trân trọng từng cơ hội thể hiện sự linh hoạt thông minh của mình về phương diện tình cảm trong tuần không được êm đẹp cho lắm. Dường như những hiểu lầm giữa đôi bên vẫn chưa hoàn toàn được hóa giải. Bản mệnh và người ấy chỉ đang cố gắng trốn tránh để không phải nói về vấn đề đó mà thôi. Cách làm của con giáp này đang khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. 6. Tử vi tuổi Tỵ từ ngày 5 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020 tử vi phương đông 12 con giáp nói rằng người tuổi tỵ sẽ cảm nhận được nhiều chuyển biến trong vận trình của mình. Cát khí vây quanh, đào hoa nở rộ, đường tình duyên của con giáp này khởi sắc vô cùng. Các cặp đôi tận hưởng giây phút vui vẻ, ngọt ngào bên nhau. Trong khi đó, người độc thân có cơ hội kết giao nhiều đối tượng ưng ý. Tuy nhiên, vận trình tài lộc của con giáp này lại khá thất thường kiếp tài xuất hiện ngay vào đầu tuần, lại thêm tiểu hao hung tinh gây thêm sức ép nên chuyện mất tiền là rất dễ xảy ra, chỉ là số tiền mất mát không quá lớn. Bản mệnh có thể chăm chỉ làm việc để kiếm lại số tiền đó. Cuối tuần sẽ có cơ hội để tuổi tỵ tìm lại được khoản tiền đã đánh mất. Thiên tài giúp sức, chỉ với những vận may ít ỏi, con giáp này cũng có thể làm nên được kỳ tích tự mình tăng thêm thu nhập bằng chính sức mình. Nhờ thế mà chuyện chi tiêu trong tuần này không phải lo lắng quá nhiều đầu tuần đường công danh sự nghiệp của bản mệnh khá thuận lợi nhờ có chính ấn chống lưng, con giáp này cần tận dụng cơ hội này để thực hiện những việc quan trọng. Tuổi tỵ cần phải thận trọng trong từng bước đi, đừng để mình sụt hố trước những cám dỗ, cảm bẫy mà kiểu xấu giang ra nhé. 7. Tử vi tuổi ngọ từ ngày 5 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi ngọ đón nhận nhiều điều may mắn hơn hẳn vận trình tình duyên cực kỳ vượng sắc con giáp này còn độc thân tìm được cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người mình thầm thương trộm nhớ đã lâu nhân duyên vượng nên chuyện dễ thành đường công danh sự nghiệp của bản mệnh trong tuần cũng khá suôn sẻ chính ấn dẫn đường con giáp này tìm được hướng đi mới cho mình chính vì thế hãy tận dụng thời cơ để phát triển hết các tiềm năng của mình tiến nhanh hơn tới mục tiêu đã định và gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp cho mình tuy nhiên ngũ quỷ hung tinh có thể sẽ cảm thấy khó chịu với những thành công mà tuổi ngọ đạt được nên tìm cách để ngáng chờ đường đi tiểu nhân đầy đủ mưu kế chỉ chờ con giáp này sập bẫy do đó bản mệnh cần phải hết sức tỉnh táo cảnh giác với những người có ý đồ tiếp tận mình về phương diện tài lộc thời điểm cuối tuần mới là lúc mà con giáp này có thể thu tiền bạc về nhà bản mệnh có thể yên tâm là dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh buôn bán thì cũng đều có được thu nhập vững vàng Cuộc sống thoải mái hơn khi vơi bớt đi những áp lực kinh tế. 8. Tử vi tuổi mùi từ ngày 5 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020 Theo tử vi tuần mới này, vận trình tình duyên của người tuổi mùi kém sắc con giáp này không có nhiều đào hoa trong tuần cho lắm. Nhưng đặc biệt là nữ mệnh đang có thái âm cắt tinh chiếu giỏi nên sức hấp dẫn với người khác phái cũng tăng lên rõ rệt, vẫn có cơ hội mở rộng nhiều mối quan hệ. Đây là cơ hội tốt để bản mệnh thể hiện tình cảm của mình với người ấy. Tình đơn phương sẽ mang lại nhiều nỗi đau hơn niềm vui, tốt nhất khi có thể bày tỏ thì hãy bày tỏ, đừng giấu giếm vì sợ bị từ chối. Trong khi đó, người đã có đôi có cặp vẫn còn những mâu thuẫn, hiểu lầm chưa hóa giải hoàn toàn. Về phương diện tài lộc của con giáp này trong tuần không được ổn định cho lắm. Tuổi Mùi vừa cầm tiền trong tay chưa kịp làm gì thì đã tan biến nhanh chóng. Kiếp Tài nhắc nhở bản mệnh phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, khoa học hơn, chứ đừng thích gì mua nấy mãi như thế, chẳng mấy mà rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Đường công danh sự nghiệp tiến triển khá tốt, con giáp này biết cách thúc đẩy tinh thần làm việc và phát huy thế mạnh của mình trong công việc. Không những thế, chính ấn chỉ lối dẫn đường giúp bản mệnh giảm bớt những khoảng đường vòng không cần thiết để tập trung cho mục tiêu chính. 9 tử vi tuổi thân từ ngày 5 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020. Tuổi thân đang đứng trước những quyết định quan trọng của đời mình trong vận trình sự nghiệp. Công việc luôn đòi hỏi sự luân chuyển, dịch mã cho thấy con giáp này có thể sẽ cần phải thay đổi chỗ làm việc, thậm chí là chỗ ở của mình vì yêu cầu công việc và thuận lợi hơn cho quá trình đi lại. Bên cạnh đó, bản mệnh dễ mắc phải những sai lầm không đáng có khi bị thương quan thâu tóm, khiến cho tinh thần không được minh mẫn sáng suốt cho lắm. Con giáp này cần phải lưu tâm, suy nghĩ một cách thấu đấu, kỹ càng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào để hạn chế mắc phải sai lầm. Đường tài lộc của con giáp này đầu tuần cực vượng, cả chính tài và thực thần đều xuất hiện, báo hiệu một tuần bội thu với cả người làm công ăn lương và người kinh doanh. Người tuổi thân có thể sẽ cần chi tiêu bớt đi vào khoảng cuối tuần để tránh hao phí không đáng. Chuyện tình cảm không có dấu hiệu biến động quá lớn. Mối quan hệ của bản mệnh và người ấy vẫn dậm chân tại chỗ, chưa tìm được điểm để đột phá, đạt được sự thăng hoa sau bao thời gian tìm hiểu yêu đương. Con giáp này có thể thay đổi địa điểm hẹn hò mới để hâm nóng tình yêu của mình nhé. 10. Tử vi tuổi Dậu từ ngày 5 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020. Tử vi tuần mới 12 con giáp chỉ ra rằng người tuổi Dậu với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng thì đã được thành công như mong muốn tuy nhiên để có được điều này bản mệnh cũng phải trải qua không ít khó khăn bẩm dập khi thương quan không ngừng đưa ra những suy nghĩ tiêu cực cũng may có thái dương cát tinh trợ vận nên dẫn lối cho con giáp này đi đúng đường tuổi dậu có thể sẽ thấy khá bối rối khi đưa ra quyết định nhưng không thấy hối hận vì mình đã làm điều đúng đắn bản mệnh hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới cho mình để con đường sự nghiệp không ngừng thăng tiến về phương diện tài lộc khá vượng vào thời điểm đầu tuần, khi có thiên tài và thực thần cùng soi bóng. Nếu con giáp này theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì sẽ càng có nhiều cơ hội để phát tài. Người làm ăn công cũng có cơ hội tăng lương, thường nhờ kết quả làm việc xuất sắc vừa qua. Vận trình tình cảm không được suôn sẻ cho lắm, có thể bản mệnh đang để cho cơ hội vụt trôi qua khi cứ mãi cân đo đong đếm những vấn đề không thực sự đáng để tâm. Hãy nghĩ thoáng ra, cho những nỗi buồn trong quá khứ ngủ quên và mở lòng mình để đón tình yêu tới bởi con giáp này xứng đáng được hạnh phúc. Tử vi tuần mới từ 5 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020 của 12 con giáp. 11. Tử vi tuổi tuất từ ngày 5 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020. Tử vi phương đông chỉ ra rằng đường tình duyên của tuổi tuất gặp chút trục trặc con giáp này sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc hàn gắn những vết dạn nứt gia đình nhất là khi có hung tinh thái tuế ghé thăm những mâu thuẫn chồng chất không thể giải quyết trong một sớm một chiều bản mệnh biết mình cần phải mạnh mẽ hơn nhưng đâu đó trong con người tuổi tất lại sợ rằng mình đang sai lầm không nên bước tiếp thêm lần nữa mà hãy buông tay để chọn người đồng hành khác lúc nãy hãy lắng nghe cảm xúc thực sự và trái tim của mình đừng vội vàng mà sau này phải hối hận nhé về phương diện tài lộc, niềm tin mất đi cũng là vấn đề mà con giáp này gặp phải trong quá trình tìm kiếm tiền bạc. Kiếp tài cho thấy vì mù quáng tin tưởng vào người khác mà bản mệnh mất mát tiền của nhiều vô số. Người tuổi tất cố gắng đặt lòng tin nhưng càng ngày càng thấy sai lầm. May mắn là vận trình công danh sự nghiệp trong tuần có những điểm báo tốt lành. Tuy nhiên con giáp này cần phải cố gắng vượt qua những khó khăn, trở ngại vào đầu tuần để thiên ấn dẫn đường đi tiếp vào thời điểm giữa tuần, giành được thành công như mong muốn. 12. Tử vi tuổi hợi từ ngày 5 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2020. Về phương diện tình cảm, tuổi hợi trong tuần này có bách việt trợ đào hoa, chỉ tiếc rằng con giáp này không biết nắm bắt cơ hội có được tình yêu của riêng mình dường như bản mệnh đang để những rào cản quá khứ ngăn mình có được tương lai hạnh phúc ngay trước mắt con giáp này có thể sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn gia đình nếu không kiểm soát được những mối quan hệ gia đình đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa giữ nếu bản mệnh không có giới hạn rõ ràng với người khác phái đừng để những hiểu lầm không đáng có xảy ra khiến tình cảm sứt mẻ nhé tuần này đường công danh sự nghiệp có chuyển biến tích cực vào thời điểm đầu tuần chính quan sẽ giúp người tuổi hợi đi đúng đường không đánh mất thời cơ tốt đẹp để thể hiện năng lực của mình tuy nhiên cuối tuần sẽ có vài khó khăn ập tới bản mệnh cần lưu ý vận trình tài lộc không có nhiều biến động tiền bạc trong tuần không quá eo hẹp thiên tài cho thấy con giáp này đủ giỏi giang xoay sở để kiếm tiền chi trả cho các nhu cầu trong cuộc sống bản mệnh sẽ thấy khả năng của mình là rất lớn thật phí hoài nếu không biết cách tận dụng mọi cơ hội sẵn có